Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của VTV Australia trong buổi tối ngày hôm nay thứ ba 24 tây tháng 9 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là thông tin về tình hình chiến sự đang rất nóng ở khu vực Trung Đông khi mà ngày hôm qua 23 tháng 9, Israel đã nã rất nhiều đạn pháo vào khu vực miền Nam và miền Đông của Lebanon chỉ vài ngày sau khi được cho là gây ra các cái vụ nổ đối với máy nhắn tin và máy bộ đàm của lực lượng Hezbollah, làm bị thương hàng ngàn người với hàng chục người cũng đã thiệt mạng. Mà theo Bộ Y tế Lebanon thì các vụ tấn công của Israel trong ngày hôm qua đã làm gần 500 người thiệt mạng, trong đó có 35 trẻ em và 58 phụ nữ, cùng với khoảng 1.645 người đã bị thương. Hàng nghìn người cũng đã tìm cách di tản khỏi khu vực miền Nam ở Lebanon, khiến cho rất nhiều tuyến đường dẫn đến thủ đô Beirut là bị tắc nghẽn trong ngày hôm qua. Trong khi một số bệnh viện lớn ở thủ đô Beirut cũng đã ngừng nhận các cái bệnh nhân thông thường để ưu tiên tiếp nhận và chữa trị cho người bị thương. Giới chức Lebanon cho rằng là cuộc tấn công của Israel ngày hôm qua là ngày đẫm máu nhất và ác liệt nhất kể từ khi xảy ra cuộc xung đột dai dẳng xuyên biên giới giữa Israel với lực lượng Hezbollah tồn trú ở Lebanon kể từ năm 2006. Trong khi đó thì quân đội Israel cũng đã xác nhận là ngày hôm qua đã không kích đánh phá hơn 300 mục tiêu của Hezbollah và vẫn tiếp tục nã đạn pháo vào Lebanon khi mà kêu gọi cư dân là lập tức sơ tán khỏi những nơi mà họ cho là nhóm chiến binh Hezbollah ẩn nấp và cất giữ vũ khí. Ngược lại về phía Israel thì lực lượng phòng vệ nước này cũng thông báo là có một quả tên lửa tầm xa cũng đã được phóng đi từ Lebanon bắn về phía Israel. Và cũng đây là lần đầu tiên một tên lửa tầm xa được bắn từ nước này sang Israel kể từ đầu cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa lực lượng Hezbollah và Israel kể từ tháng 10 năm 2023. Và do căng thẳng leo thang giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon mà Hoa Kỳ cũng đang điều động thêm một số lượng nhỏ binh sĩ tới Trung Đông. Được biết thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden từ trước đến nay luôn tìm cách kiềm chế xung đột ở Gaza và cũng đã nhiều lần kêu gọi giải quyết cái cuộc xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel bằng con đường ngoại giao. Với việc là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin hàng ngày vẫn điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng của Israel để kêu gọi các bên kiềm chế. Nhưng mà dường như lời kêu gọi này của Mỹ là không có hiệu quả. Và câu hỏi quan trọng được các chuyên gia đặt ra hiện nay là liệu Iran có đứng ngoài cuộc hay không nếu mà lực lượng Hezbollah được Iran ủng hộ trở nên suy yếu ở Lebanon. Và nếu Iran vào cuộc cũng như có sự can thiệp của Hoa Kỳ thì chắc chắn sẽ bùng phát một cuộc chiến tranh ở khu vực này. Vâng, kính thưa quý vị, cuộc chiến tại Trung Đông vẫn tiếp tục nóng lên không phải là từng ngày mà hiện nay đang nóng lên từng giờ. Trong khi đó thì cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine vẫn chưa có một dấu hiệu gì cho thấy là sẽ hòa hoãn. Và trong những ngày vừa qua thì Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cũng đã có mặt tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để tham gia Đại hội đồng lần này. Và tại Hoa Kỳ thì ông Zelensky cũng đã đề cập đến những phương án mà ông muốn Hoa Kỳ giúp đỡ để có thể chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine đã kéo dài quá lâu kể từ tháng 2 năm 2022 cho đến nay. Không biết là Ukraine có nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ hay không. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia đồng minh và đặc biệt là Ba Lan, những quốc gia gần với Ukraine cũng đang mong muốn cuộc chiến sớm chấm dứt để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường. Và đó là những cái trách nhiệm vô cùng nặng nề đối với Hoa Kỳ nói riêng cũng như đối với Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là ông Joe Biden. Tuy nhiên, trong vài tháng sắp tới thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ có một vị tổng thống mới, không biết là bà Kamala Harris hay là ông
Donald Trump sẽ trở thành tổng thống sau ngày 5 tây tháng 11. Tuy nhiên, cho dù ai là tổng thống Hoa Kỳ thì người đó cũng sẽ phải có trách nhiệm dàn xếp lại tất cả những bất ổn chính trị hiện nay, không phải là tại Hoa Kỳ mà tại các quốc gia đồng minh. Và trong bối cảnh này thì cuộc bầu cử 2024 tại Hoa Kỳ vẫn là một trong những tâm điểm mà các cơ quan truyền thông rất là quan tâm, và theo nhận xét của nhiều người thì đây là một trong những cái cuộc đua xích sao nhất trong gần một thế kỷ vừa qua giữa ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ là nữ phó tổng thống Kamala Harris cùng với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là cựu tổng thống Donald Trump, đặc biệt là qua cái màn tranh luận diễn ra vào ngày 10 tháng 9 vừa qua thì bà Kamala Harris gần như là đã được coi giành nhiều lợi thế hơn so với đối thủ của bà là ông Donald Trump. Tuy nhiên, ngay sau đó khi mà ông Donald Trump cùng với lại ekip của mình thay đổi chiến thuật thì ông cũng bắt đầu lấy lại được những cái sự tự tin vốn có của ông, và hiện nay tại những tiểu bang chiến trường thì ông Trump đang dẫn trước tại 3 nơi, trong khi bà Kamala Harris vẫn chưa có một cái tỷ lệ rõ rệt nào. Và hiện bầu cử tổng thống luôn là một cái cuộc đua gay cấn, bởi vì đây không phải là một cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc. Thay vào đó, đây là một cuộc đua để giành được 270 phiếu đại cử tri thông qua đại cử tri đoàn. Và hiện bà Kamala Harris cũng như là ông Donald Trump đều không có một cái lợi thế rõ ràng từ dữ liệu của các tiểu bang. Vì vậy, mọi người đã quan tâm và đã phải nói hồi hộp theo dõi mỗi một chặng đường tranh cử. Tuy nhiên, một cái lợi thế nhất định mà bà Kamala Harris đã có được đó là vấn đề gây quỹ, là bởi vì trong tháng 8 vừa qua bà đã gây quỹ được nhiều gấp 3 lần so với ông Trump. Cụ thể thì phía Dân Chủ đã gây quỹ được hơn 250 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng, trong khi phía cựu Tổng thống Donald Trump thì tổng số tiền mà họ gây quỹ được trong tháng 8 chỉ ở mức 85 triệu đô la mà thôi. Và không biết phải vì lý do này hay không mà ngày hôm qua, phát biểu trên hãng tin Reuters của Vương quốc Anh, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết cho dù thắng hay là thua vào ngày 5 tây tháng 11 thì đây cũng sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Nếu ông thua thì ông sẽ rút lui, sẽ không tuyên bố tái tranh cử như ông đã làm trong cuộc bầu cử lần này. Và đây cũng là lần thứ 3 ông tranh cử tổng thống, phải không? Cũng vâng, liên tục trong 3 nhiệm kỳ, có nghĩa là nó không có gián đoạn. Và đây cũng là một cái trường hợp khá hiếm hoi trong lịch sử Hoa Kỳ. Và tức là ông trả lời như vậy, như chị vừa nói, tức là ông sẽ không tham gia tranh cử lần thứ 4 nữa. Nếu ông thua. Vâng, nếu ông thua. Vâng. Còn nếu ông thắng thì cũng không biết thế nào, và có thể ông sẽ lại tiếp tục ra tranh cử. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là cuộc đua vào Nhà Trắng ở nước Mỹ đang ngày càng trở nên nóng, tức là vào giai đoạn nước rút rồi, khi mà ngày 5 tháng 11, ngày bầu cử đang đến gần. Và hiện nay do hai ứng cử viên đang có cái biên độ khá xít sao, tức là chưa thể nào dự đoán được ai sẽ thắng cử. Do vậy là chỉ có những cái sự thay đổi nhỏ, bứt phá về cái chiến dịch tranh cử cũng có thể sẽ khiến cho người đó ghi điểm. Và hiện nay thì vấn đề kinh tế là được vấn đề mà được cử tri quan tâm nhiều nhất. Và trong những cái tuần cuối cùng này được biết thì bà Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, cũng sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế nhưng mà là dành cho giới giàu có. Trong khi thì cựu Tổng thống Donald Trump thì vốn kinh tế cũng là thế mạnh của ông, thì ông lại đang nhắm tới cái việc mà quảng bá cái vấn đề kinh tế dành cho tầng lớp lao động ở nước Mỹ, và hy vọng là sẽ giành được nhiều cái phiếu bầu của cử tri hơn. Bởi vì là giành phiếu bầu của nhiều cử tri có nghĩa là ông sẽ giành chiến thắng ở bang đó và lĩnh chọn cái phiếu đại cử tri của tiểu bang đó. Khi mà nước Mỹ cũng đang chuẩn bị hướng tới bầu cử thì thủ tướng sắp mãn nhiệm của Nhật Bản là ông Fumio Kishida vào hôm 23 tháng 9 thì khi mà tham dự cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này thì cũng đã tham dự một sự kiện do hãng tin Bloomberg tổ chức tại New York. Và tại đây thì ông cũng tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi Mỹ là Mỹ cần tiếp tục can dự vào lãnh đạo Đông Á và thế giới bất kể người nào lên làm tổng thống sau cái ngày 5 tháng 11 sắp tới. Ông Kishida thì không tranh cử khi mà đảng cầm quyền của Nhật Bản cũng tiến hành bầu lãnh đạo mới trong tuần này. Do vậy mà thời gian ông giữ chức thủ tướng Nhật Bản thì cũng không còn lâu nữa.
Tại sự kiện ở New York thì ông cũng nói rằng là nền tảng trật tự quốc tế cũng đang bị thách thức ở rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có sự xâm lược Nga ở Ukraine. Và ông nói rằng là ông cũng đã thực hiện rất nhiều nỗ lực trong nhiệm kỳ của mình để củng cố liên minh giữa Nhật Bản và Mỹ và tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản để bảo vệ trật tự quốc tế mở và tự do dựa trên luật pháp. Và ông cho rằng đó phải là một xã hội an toàn, hòa bình dựa trên tự do và dân chủ mà nước Mỹ là đóng vai trò lãnh đạo để xây dựng kể từ khi mà kết thúc đệ nhị thế chiến. Ngày nay thì khu vực Đông Á và phần còn lại của thế giới với sự tham gia và lãnh đạo của Mỹ, do vậy mà điều này cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho nước Mỹ. Trước đó vào hôm 21 tháng 9 thì Thủ tướng Kishida cũng đã cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Úc cũng như Thủ tướng Ấn Độ tham dự cái diễn đàn của nhóm bộ tứ hay là nhóm tứ cường, kim cương để công bố các bước an ninh chung ở vùng biển có cái tuyến đường thương mại bận rộn nhất của châu Á trước những thách thức ngày càng tăng của Trung Quốc. Và phát biểu của Thủ tướng Kishida hôm 23 tháng 9 cũng là lặp lại bài phát biểu của ông trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 4 vừa rồi, mà khi đó ông cũng nói rằng là Ukraine có nguy cơ sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội của quân đội Nga nếu mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Và điều này có thể làm cho Trung Quốc mạnh hơn và do vậy mà đe dọa đến vị thế an toàn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vâng, thưa quý vị, cuộc họp thượng đỉnh của nhóm bộ tứ, tứ cường kim cương được khoác trong những ngày vừa qua ngay tại quê nhà của Tổng thống Joe Biden trong năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi trong năm tới, bởi vì chúng ta đã biết chắc là cuộc họp sắp tới sẽ không có mặt ông Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, bởi vì ông đã từ chức, trong khi Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ cũng sẽ rời nhiệm sở sau ngày 5 tháng 11 sắp tới. Hai nhân vật còn lại đó là Thủ tướng Úc Albanese cùng với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Nếu ông Albanese tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm tới 2025 thì ông và ông Modi sẽ là hai nhân vật, hai gương mặt cũ gặp gỡ hai gương mặt mới trong cuộc họp thượng đỉnh vào năm 2025. Nhưng nếu Thủ tướng Úc cũng bị thất bại thì coi như ông Modi sẽ chỉ còn lại một mình đối diện ba nhân vật mới hoàn toàn trong cái cuộc họp thượng đỉnh sắp tới. Vâng, đây là một cái yếu tố nó khá là thú vị khi mà chúng ta thấy, bởi vì có lẽ là chúng ta quá quen thuộc với hình ảnh bộ tứ là Tổng thống Joe Biden, là Thủ tướng Fumio Kishida, là Thủ tướng Albanese cũng như Modi, là bởi vì bộ tứ này đã liên tục có những cái cuộc họp thượng đỉnh kể từ sau khi ông Albanese lên chức thủ tướng vào tháng 5 2025. Lily còn nhớ là ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức là ông đã bay đi Nhật Bản để tham dự cái cuộc họp thượng đỉnh của The Quad, và kể từ đó thì cứ mỗi năm họ gặp nhau một lần. Nhưng mà trong năm tới thì cái hình ảnh này nó sẽ thay đổi. Mà thậm chí ông Abaji muốn tham dự cuộc gặp đấy nên là ông phải tuyên thệ sớm, chứ thực ra là chưa đến cái thời điểm để tuyên thệ. Vâng. Và đó là những cái sinh hoạt tại Hoa Kỳ. Và còn một cái sinh hoạt khác mà chúng tôi cũng đã nêu ra trong cái chương trình điểm báo ngày hôm qua, đó là sự có mặt của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm khi mà ông đã đến Washington DC kể từ ngày 22 tây tháng 9 để tham dự những cái đại hội thượng đỉnh về tương lai của Liên Hiệp Quốc. Và ngày 25 tây tháng 9 thì ông Tô Lâm một lần nữa cũng sẽ tham dự cuộc họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và thông tin mới nhất từ Tòa Bạch Ốc mà chúng tôi có được qua hãng tin Reuters cũng như là CNN của Mỹ thì ông Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Tô Lâm ngay tại New York khi mà cả hai cùng tham dự cái hội nghị thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này. Thông báo của nhà của Tòa Bạch Ốc đưa ra rất là ngắn gọn, không nêu chi tiết mà hai vị nguyên thủ quốc gia sẽ thảo luận là gì. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia về chính trị, thứ nhất là theo lời giáo sư Alexander Vuvin từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, thì ông đã nhận định với đài BBC rằng việc mà ông Tô Lâm gặp mặt ông Joe Biden, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm tới 2025, hoàn toàn không quá cần thiết. Trong khi giáo sư Carl Thayer, một giáo sư từ Viện Đại học New South Wales ở Úc của chúng ta, cũng đã cảnh báo về viễn ảnh mà ông Donald Trump có thể trở lại Tòa Bạch Ốc sau ngày bầu cử 5 tây tháng 11. Và nếu ông Donald Trump
trở lại vai trò này, vị trí Tổng thống của Hoa Kỳ, thì Việt Nam cũng cần phải chuẩn bị tinh thần. Cho dù là ông Tô Lâm ngày mai có gặp gỡ Tổng thống Joe Biden đi chăng nữa, thì khi mà ông Donald Trump lên nắm quyền, thì Việt Nam có thể bị thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Tổng thống Joe Biden đã ký kết với Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái. Thì đối với ông Trump, việc thay đổi những cái thể chế như thế này rất là dễ, bởi vì những cái quan hệ đối tác chiến lược này không có tư cách là hiệp ước và cũng không có tư cách là bắt buộc, mà chỉ tùy vào quyết định của mỗi một vị tổng thống mà thôi. Trong khi ông Donald Trump thì đang rất có thành kiến với Việt Nam, bởi vì ông cho rằng Việt Nam đã hưởng lợi quá nhiều từ Hoa Kỳ khi mà Việt Nam liên tục xuất siêu sang Hoa Kỳ, một điều ông cho là không công bằng. Vì vậy mà ông sẽ có những cái bước đi có thể nói là khiến chính quyền Việt Nam không hài lòng. Hay nói một cách tóm cách khác, thì những cái cuộc gặp gỡ sắp diễn ra giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Joe Biden nó cũng không mang yếu tố chiến lược, mà đây chỉ là một cái nghi thức ngoại giao. Nhưng đây cũng là một cái tin tốt, là ít nhất thì ông Tô Lâm cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ, cho dù đó là một cuộc gặp gỡ bên lề cuộc họp hội đồng của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về kinh tế Việt Nam ở trong nước thì thông tin cho thấy là công ty Samsung Display của Hàn Quốc có kế hoạch là đầu tư tới 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim để mở một nhà máy ở tỉnh Bắc Ninh để mà sản xuất cái màn hình OLED cho ô tô và thiết bị điện tử. Cụ thể thì theo báo chí trong nước đưa tin thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 1 tỷ 800 triệu Mỹ Kim với công ty Samsung Display trong một loạt dự án rất nhiều tỷ đô la trong nhiều lĩnh vực vào hôm 22 tháng 9 vừa rồi. Dự án của Samsung Display sẽ nằm tại khu công nghiệp Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh. Đây được xem là thủ phủ công nghiệp của miền Bắc Việt Nam, và tập đoàn của Hàn Quốc cũng đã từng đầu tư vào tỉnh này kể từ năm 2008. Được biết là Samsung Display là một đơn vị thuộc tập đoàn Samsung Electronics, công ty hàng đầu của tập đoàn Samsung. Và Samsung hiện nay cũng là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, trong đó thì vốn đầu tư vào Bắc Ninh chiếm tới khoảng một nửa. Mà theo Tổng Giám đốc tập đoàn Samsung tại Việt Nam thì tập đoàn này cũng đã thành lập tới 6 nhà máy sản xuất, một trung tâm nghiên cứu và phát triển, và đang có tổng vốn đầu tư lũy kế ở Việt Nam là 22 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Trong thập kỷ qua thì Việt Nam cũng đã nổi lên như một nơi thu hút được rất nhiều những cái công ty sản xuất chất bán dẫn hay là các công ty điện tử, không chỉ từ Hàn Quốc mà cả Nhật Bản, Trung Quốc và cả từ Hoa Kỳ nữa. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì Việt Nam cũng đã để tuột mất một số khoản đầu tư trị giá hàng tỷ Mỹ Kim từ các hãng đa quốc gia khác vì thiếu các cái biện pháp khuyến khích đầu tư phù hợp. Trong số đó có cái dự án mà Việt Nam đã bỏ lỡ là cái đề xuất đầu tư tới 3 tỷ 300 triệu Mỹ Kim của công ty Intel và hãng sản xuất chip hàng đầu nước Mỹ, sau đó thì cũng đã chuyển cái dự án này sang Ba Lan chứ không làm việc ở Việt Nam nữa. Và tính cho đến thời điểm này thì Hàn Quốc, cái tổng số vốn đầu tư của các công ty ở Hàn Quốc tại Việt Nam vẫn đứng hàng thứ 5 sau Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông và Trung Quốc. Riêng tại Bắc Ninh thì Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất, và khi mà hơn một nửa tổng số vốn hơn 22 tỷ Mỹ Kim là đang được đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Hay nói một cách khác, người dân tại tỉnh Bắc Ninh sẽ hưởng lợi rất lớn khi họ có cơ hội làm việc cho một cái tập đoàn lớn như là Samsung. Vâng, mà lại chuẩn bị có thêm 2 tỷ thêm nữa. 2 tỷ nữa, vâng. 1 tỷ 800 triệu nữa. Vâng. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoa và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoa xin trân trọng kính chào, và chúng tôi sẽ trở lại trong những chương trình điểm báo vào ngày mai thứ tư. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.